Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Klopp cân nhắc để từ tàu đá chính cho Real. Jurgen Klopp không loại trừ khả năng để 4 ngôi sao tấn công tốt nhất gồm Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino và Diogo Jota cùng đá chính trước Real Madrid. Từ khi trở lại sau chấn thương vào đầu tháng 3, Diogo Jota đã mang lại làn gió mới giúp Liverpool dần hồi sinh trong trận đá chính với Arsenal cuối tuần qua. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng ngôi sao người Bồ Nha vẫn chói sáng với cú đúp giúp nhà đương kim vô địch Premier League giành trọn 3 điểm. Trước Arsenal, Jurgen Klopp đã tung Jota vào thay hậu vệ trái Andy Robertson và để Liverpool đá với tứ tấu gồm cầu thủ trẻ này và đinh ba quen thuộc Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino. Hiệu quả là rất rõ ràng. Người hâm mộ Liverpool vì thế rất trông chờ về khả năng Klopp để tứ tấu cùng nhau xuất phát, qua đó không lãng phí phong độ thăng hoa của Jota. Chiến lược gia người Đức cũng tính tới khả năng này, thậm chí có thể sử dụng ngay ở trận đại chiến với Real vào đêm nay. Sẽ có thời điểm chúng tôi thử phương án này để từ tàu đá chính, liệu có phải trước Real hay không ư? Hãy cùng chờ xem. Các bạn phải kiên nhẫn, Zidane có nói gì về đội hình xuất phát không? Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi khả năng. Trước Arsenal và Man City, họ đã chơi tốt, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ nên chúng tôi phải tiếp tục duy trì điều đó. Real đang có phong độ ổn định, đây là đội bóng rất kinh nghiệm, nếu có ai đó biết làm sao để vô địch Champions League, đó phải là Real. Trở lại với Jota, ngôi sao này đang có chuỗi 4 trận liên tiếp nổ súng cho Liverpool cũng như đội tuyển quốc gia. Trong loạt trận quốc tế vừa qua, anh tỏa sáng với club trong trận Bồ Đào Nha hòa Serbia 2 đều và một bàn ở trận thắng Luxembourg 3-1. Huấn luyện viên Zidane lên tiếng về khả năng Real chiêu mộ Mohamed Salah. Phát biểu trước trận lật tiếp Liverpool ở lượt đi vòng tứ kết Champions League 2020-2021, huấn luyện viên Zidane đã chia sẻ khả năng Real ký hợp đồng với tiền đạo Mohamed Salah. Mùa giải năm nay, Liverpool đang gây thất vọng rất lớn. Đội bóng thành phố cảng đứng xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh. Mục tiêu của họ trong phần còn lại chỉ là cạnh tranh một vị trí trong top 4, qua đó hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Lữ đoàn đỏ cũng đã dừng bước ở Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup. Dù Liverpool thi đấu không mấy ấn tượng, song tiền đạo Mohamed Salah vẫn duy trì sự ổn định rất lớn. Ngôi sao sinh năm 1992 có 26 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 18 bàn ở Hoàng Anh. Hợp đồng của ngôi sao 28 tuổi với The Kop vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Sau một vài nguồn tin cho rằng anh có thể rời Liverpool ở hè 2021, qua đó tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp. Real được cho là bến đỗ tiềm năng của cầu thủ người Ai Cập. Chủ tịch Perez là fan hâm mộ của Salah. Ông sẵn sàng chi tiền đưa anh tới Tây Ban Nha. Theo Don Balón, đội bóng thành Madrid chấp nhận chi 100 triệu euro đưa Salah tới sân Bernabeu. Đêm nay Real sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Phát biểu trước trận đấu, Zinedine Zidane đã nói về Salah. Ông nói: "Tất cả đều biết rằng đó là một tiền đạo xuất sắc. Trong vài ngày qua chúng tôi đã nghiên cứu khá kỹ về cậu ấy và những cầu thủ khác của Liverpool. Real cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Liverpool. Còn về các tin đồn liên quan đến tương lai của cậu ấy, bạn hãy hỏi Salah và Liverpool vì cậu ấy không phải là cầu thủ của chúng tôi nên tôi sẽ không bận tâm về điều đó." Huyền thoại MU nên gọi Lingard về, anh ấy xứng đáng chơi cạnh Ronaldo. Gary Neville cho rằng phong độ tuyệt vời của Jesse Lingard tại West Ham có thể buộc Manchester United phải suy nghĩ lại về tương lai của tuyển thủ người Anh. Gary Neville nói: "Một bàn thắng tuyệt vời, anh ấy đã tận dụng tốt pha di chuyển của Antonio một cách xuất sắc, loại bỏ khoát đi. Đó là một bàn thắng không tưởng. Anh ấy dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc. Đó là khởi đầu tuyệt vời của bàn thắng vĩ đại của Lingard." Huyền thoại của Manchester United đã phải ca ngợi như vậy trên đài Sky Sports khi chứng kiến Lingard mở tỷ số cho West Ham ở phút thứ 6 bằng một pha độc diễn từ phần giữa sân. Levin khẳng định tài năng của người hợp bối. Lingard chạy rất nhiều, anh ấy rất giỏi cả khi có bóng hay không có bóng. Tại Manchester United, bởi vì có rất nhiều kỳ vọng và một cầu thủ trên rộng, anh ấy luôn gặp nhiều áp lực. Levin tin Lingard có thể chơi tốt trong đội hình thời hoàng kim của United. Nhưng nếu Lingard chơi trong một đội hình đẳng cấp thế giới như Park Ji-sung 10 năm trước, chơi cạnh Ronaldo và Rooney, đảm nhận vai trò hỗ trợ như thế, thì người ta sẽ phải nói rằng Lingard là cầu thủ hoàn hảo cho đội hình này. Vấn đề của Lingard là đội hình Manchester United hiện tại không có chất lượng cao như lúc đó. Anh ấy là một cầu thủ thực sự giỏi, anh ấy sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời. United đã gửi anh ấy đến West Ham để thúc đẩy sự nghiệp của anh ấy. Có thể là để tăng giá bán anh ấy, nhưng MU vẫn có thể suy nghĩ lại về việc giữ anh ấy ở lại. Anh ấy thực sự có thể giúp đội bóng. Chelsea luôn muốn chơi bóng và cần phải ra đi để được thi đấu. Nhưng nếu anh ấy sẵn lòng trở về, thì không có nghi ngờ gì về việc anh ấy đủ sức chơi cho Manchester United. Đội trưởng MU lập kỳ tích khiến đồng đội xấu hổ.
Với chiến thắng trước Brighton vừa qua, trung vệ Harry Maguire đã có 100 trận đấu cho máu United, một chiến tích đáng ghi nhận. Gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè 2019, đến nay Harry Maguire đã có 100 lần ra sân, với sự ổn định đáng ngạc nhiên và đã giúp hàng phòng ngự MU cải thiện đáng kể. Trung vệ sinh năm 1993 cũng vinh dự được trao chiếc băng đội trưởng của câu lạc bộ. Trong đó có tối đa 109 trận đấu có thể và Maguire đã ra sân 100 trận, tỷ lệ là 91,7%. Cụ thể, trong 100 trận đấu này, có 97 lần Harry Maguire đã trọn vẹn 90 phút, ghi 5 bàn thắng và nhận thẻ vàng 20 lần, có 3 lần kiến tạo và giúp đội nhà giữ sạch lưới 42 lần. Để so sánh, Eric Bailly là bản hợp đồng đầu tiên từ thời Jose Mourinho, đã gia nhập United từ mùa hè 2016, nhưng cũng chỉ có 100 lần khoác áo quy đỏ sớm hơn Maguire hơn 20 ngày. Chi tiết đó cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của cựu sao Leicester, cũng nói lên vấn đề chấn thương của Bailly. Cũng trong trận đấu thứ 100 của mình khi gặp Brighton, Maguire đã có những thống kê ấn tượng sau, đó là 100% thắng tranh chấp trên không, 100% tắc bóng thành công, truyền chính xác 84%, 6 pha phá bóng, 4 lần đoạt bóng và 3 lần chặn bóng. Haaland đặt chân đến Etihad, fan Man City phát cuồng. Người hâm mộ Man City đã không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến tiền đạo Erling Haaland xuất hiện trên thảm cỏ Etihad. Đêm nay Man City sẽ tiếp đón Dortmund trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Với mái nạo đội bóng cũng như người hâm mộ nửa xanh thành Manchester, đây còn có thể coi là dịp để họ trực tiếp xem dò Erling Haaland, người được coi là mục tiêu số 1 cho việc thay thế tượng đài Sergio Aguero. Ngay từ lúc đặt chân tới Manchester, Haaland đã nhận được sự chú ý đặc biệt. Truyền thông Anh soi mọi thứ liên quan đến tiền đạo người Na Uy, bao gồm cả việc anh đeo chiếc ba lô trị giá 2.000 bảng có màu xanh da trời, trùng với màu áo truyền thống của Man City. Những động thái của Haaland sau đó cũng được theo sát. Bản thân tiền đạo này cũng tỏ ra ấn tượng với quy mô của sân nhà Man City Etihad khi bước ra từ đường hầm để chuẩn bị tham gia buổi tập làm quen sân. Chân sút 20 tuổi thốt lên, đẹp đấy nhỉ? Chỉ một câu nói ngắn gọn của Haaland trước khi đặt chân lên thảm cỏ sân Etihad cũng đủ khiến fan Man City phấn khích tột độ. Trên mạng xã hội, một fan ruột của The Citizen nhắn nhủ: "Hãy dạo một vòng và ngắm nhìn ngôi nhà mới của cậu vào mùa hè tới nhé. Hy vọng đây sẽ là ngôi nhà của Haaland ở mùa giải năm sau. Haaland có thể chơi tại đây từ mùa tới. Trước kia, Haaland đã tới đây xem rất nhiều trận đấu với bố mình, ông Arfin Haaland, từng đá cho Man City. Dù gì cậu ấy cũng là một fan của Man City." Ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng khiến fan Man City mở cớ trong bụng khi tuyên bố đội bóng của ông sẵn sàng chi không dưới 100 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ nếu thực sự cần thiết. Haaland hiện được Dortmund định giá vào khoảng 140 triệu bảng. Phẫu thuật lần 2 sau Barca chính thức tạm biệt mùa giải 2020-2021. Philippe Coutinho sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2020-2021 sau khi buộc phải phẫu thuật chấn thương đầu gối lần thứ 2 chỉ sau 3 tháng. Coutinho là một phương án trên hàng công được huấn luyện viên Koeman sử dụng thường xuyên trong giai đoạn 1 của mùa này. Tuy nhiên, ngôi sao Brazil đã không thể ra sân từ tháng 12 vì chấn thương đầu gối. Cầu thủ này đã buộc phải lên bàn mổ vào tháng 1 vừa rồi để giải quyết dứt điểm vấn đề. Đã có hy vọng về việc Coutinho có thể trở lại đúng lúc khi Barca đang theo đuổi cú ăn hai cúp nội, nhưng Blaugrana mới xác nhận rằng cầu thủ 28 tuổi sẽ phải trải qua thêm một ca mổ nữa và nhiều khả năng không kịp quay trở lại thi đấu ở mùa giải năm nay. Ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm ở đầu gối trái của Coutinho đã được thực hiện thành công bởi bác sĩ Rodrigo Lasma. Dưới sự giám sát của đội ngũ y tế của câu lạc bộ, Coutinho sẽ phải nghỉ thi đấu và bắt đầu quá trình hồi phục. Barca chia sẻ trên trang Twitter chính thức. Như vậy, Coutinho sẽ vắng mặt trong 10 trận đấu còn lại của Barca mùa này, trong đó có 9 trận ở La Liga và một trận chung kết cúp nhà vua với Athletic Bilbao. Nếu hồi phục không thuận lợi, thì Coutinho có thể còn không tham dự được Copa America cùng đội tuyển Brazil, dự kiến khởi tranh từ ngày 13 tháng 6. Coutinho trở lại Barca hè năm ngoái sau một mùa giải thi đấu thành công tại Bayern Munich. Anh ra sân 14 trận trên mọi đấu trường trước khi dính chấn thương, ghi 3 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.